Ok, em chào các bác nha. Vâng, một buổi chiều khá là nắng này. Đấy, Tuấn Anh thì tiếp tục lên sóng cho anh em những cái mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng, 5 chỗ, 7 chỗ. Đấy, những cái dòng xe rất là rẻ tiền và những cái dòng xe rất thông dụng tại hiện nay. Và có cô bác chị em nào quan tâm về bất cứ dòng xe nào thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Hải Phòng. Tuấn Anh sẽ báo giá thật nhanh thôi và gọn thôi cho tất cả mọi người. Đây ạ, hôm nay thì em mới về cho các bác một cái phiên bản cũng khá là hợp lý đây. Con này thì nó giống như là ngang cơ với những dòng Corolla đó. Đó, con này thì nó là một chiếc Carnival sản xuất năm 2009. Đó, con này thì đang đeo biển Hà Nội, 7 chỗ ngồi. Với khối động cơ của nó là 2.5 máy xăng, 7 ghế ngồi. Đó, cửa lùa bọn con nhé. Đó, nội thất con này thì cực kỳ sạch sẽ và đẹp đẽ. Giá tiền thì chỉ có hơn 100 triệu thôi mà vẫn trang bị đầy đủ túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, trần nỉ nguyên bản bọn con nhé. Đó, dòng cửa lùa này thì anh em nhìn thấy đấy, nó rất là rộng rãi. Ở hàng ghế thứ hai thì nó chỉ có hai ghế đơn độc đó, và có một cái rãnh đi xuống đằng sau. Đấy, và còn đấy, điều hòa thì ba vùng. Đó, không khác gì một cái phiên bản của dòng Kia Carnival đời mới, cũng như là một chiếc Kia Sedona. Đây là một cái mẫu xe 7 ghế ngồi mà cho các bác nào mà thích cái tầm tiền như thế này mà giá rẻ, chỉ có tầm 160 triệu thôi, 160 triệu thôi bà con nhé. Đấy, 160 triệu là các bạn đã sở hữu được chiếc Carnival 7 ghế ngồi. Đấy, cửa lùa, đấy, rất là đẹp luôn, giống như một chiếc chuyên cơ mặt đất. Với cái dòng này thì động cơ của nó 2.5, nó cũng hơi tốn xăng một chút bà con nhá. Đấy, tí tuần này sẽ quay kỹ chiếc xe này cho mọi người. Ở trên đây thì em đang có một chiếc Innova 2009 ạ. Con này thì đang đeo biển 19A575042. Chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 229 triệu đồng một chiếc Innova G 2009, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Vĩnh Phúc, biển Phú Thọ bà con nhé, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2025. Đây là những cái mẫu xe mới về cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và bà con. Đây là một cái dòng xe cực kỳ đẹp và chất lượng cho anh em này. Đấy. Con này là số sàn à? 11 số sàn thì chắc chỉ 100 thôi bà con nhé. Đây là chiếc Morning. Con này là màu ghi lông chuột, con này thì đời 2011 đấy, 2011 2012 gì đấy, tầm đấy thôi. Nó cũng chỉ có tầm loanh quanh hơn 100 triệu tí thôi. Bà con nào thích chiếc xe này thì nhà em còn hai mẫu nhá, hai mẫu đều biển Hà Nội luôn, giá chỉ loanh quanh hơn 100 thôi. Ở đây em đang có cho các bác một chiếc Hyundai Avante màu trắng ạ. Con này thì hiện tại là đang đeo biển 15A của thành phố Hải Phòng, biển 404970. Con này để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm 270 mấy triệu thôi, đời 2012, số tự động bà con nhá, có cửa sổ trời. Một mẫu Hyundai Avante khá là đẹp và khá chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình này. Đấy. Tiếp tục thì ở đây em đang quay cho các bác về cái dàn xe 7 chỗ tiếp theo này. Đấy là một chiếc Nissan Grand Livina 2012, biển 23A05850 ạ. Con này nó là số sàn, động cơ của nó là 1.8, 7 ghế ngồi. Đấy, bản đủ, một mẫu xe gia đình sử dụng, màu vàng cát, sẽ rất là đẹp cho mọi người. Và giá tiền của nó có 160 triệu thôi, đời 2012, 7 ghế ngồi nhá. Đăng kiểm tháng 1 năm 2025, tên tư nhân chính chủ, biển Hà Giang luôn ạ. Innova 2016 số sàn, con này thì hiện tại là bản E form mới, để cho anh em 435 triệu này. Innova 2013 số sàn bản E, biển 28 của tỉnh Hòa Bình, xe gia đình sử dụng, con này để cho anh em khoảng 295 triệu. Tiếp tục là một chiếc bán tải Ford Ranger 2011, phiên bản số sàn, máy dầu 2.5. Đấy, một cái dòng xe đang rất là thịnh hành hiện nay. Hai cầu máy dầu 2.5 số sàn, để cho anh em khoảng 230. Đấy. Trên đây thì em đang có cho các bác thêm một mẫu xe nữa, đó là một chiếc Nissan Grand Livina 2010. Con này thì biển 30A của tỉnh Hà Nội, thành phố Hà Nội, 55538, mà con này để cho anh em 179 triệu đồng là 2010 số sàn nhé. Lugen M7, con này đi được cho bị động cơ 2.2 turbo. Dòng này thì nó cũng tương đối là rộng rãi so với chiếc Carnival này, nhưng mà con này thì nó là thương hiệu đến từ Đài Loan, Trung Quốc, và giá của nó là 269 triệu đồng, cũng số tự động, đời cao hơn 2013. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, đó là BMW. Con này thì sản xuất năm 2013, được B320i, số tự động, động cơ của nó là rất là tiết kiệm luôn, 1.8 luôn. Con này thì hiện tại là đang đeo biển Hải Phòng, 15A10008. Con này thì gia đình sử dụng, tư nhân một chủ, từ đầu sử dụng của một giám đốc ở công ty Hải Phòng. Xe thì cam kết cho anh em zin cả xe luôn, không lỗi, và bao tiết hãng toàn quốc, đăng kiểm tháng 2 2025, trang bị đầy đủ full đồ chơi, giá của nó khoảng tầm 429 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc bán tải BT50, sản xuất năm 2015, được trang bị động cơ máy dầu 2.2 2 cầu. Con này thì giá là 290 triệu đồng, bên em bao giao tên chính chủ cho anh em nhé, 290 triệu đồng. Đó, một chiếc bán tải BT50. Innova 2008 ạ, con này nó là bản G,
biển Hà Nội 30A16560 để cho anh em 199 triệu đồng nhé, 199 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Innova E2012, con này thì có 269 triệu đồng thôi. Một mẫu xe gia đình sử dụng máy zin, rất là đẹp luôn. Đời 2012 nhá, biển 15A12701 ạ. Bản E xịn nhá, có 269 triệu đồng thôi. Đấy. Bà con có bác chị em nào quan tâm về tất cả các dòng xe bên đây thì hãy nhớ bấm vào follow và thả tin cho em nhé. Đây, con BMW này 320i này rất là đẹp luôn. Còn bên đây là con City ạ. Con City này hiện tại bên em đang chào bán với giá khoảng tầm 358 triệu đồng. Đời 2016 trang bị động cơ 1.5 hộp số CVT. Đó, biển Hà Nội đã rút hồ sơ rồi. Range Rover. Đây là một chiếc Range Rover. Thực ra thì đây là một chiếc xe Reuter T700 sản xuất năm 2018, đời cao, 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Con này hiện tại bên em đang chào bán khoảng tầm 329 triệu đồng, số tự động, động cơ của nó là 2.0, rất là đẹp, turbo. Con này thì hiện tại bên em đang chào bán khoảng tầm 329 triệu đồng một chiếc Reuter T700 nhá. Dòng này thì nó rất giống Range Rover và chiếc xe này thì nó rất là tự nhanh, đời cao 2018 ạ. Xe rất là đẹp cho mọi người nhá. Mazda 6 ạ, con Mazda 6 này thì biển Quảng Ninh 14A16469 ạ. Đời 2015 động cơ 2.5, có để cho anh em khoảng tầm 430 triệu nhá. Số tự động động cơ 2.5 Mazda 6 ạ. Daewoo Maglev sản xuất năm 2003. 2007, con này là Maglev 2007 ạ. Đây là một cái mẫu xe cực kỳ đẹp và chất lượng cho anh em ạ. Biển 37A này, xe chuyên chở những thủ tướng chính phủ hay là những cán bộ cao cấp này. Con này để cho anh em có 99 triệu thôi. Đời 2007, số tự động động cơ 2.5, một mẫu xe hạng sang nha bà con nhá. Số tự động nhá. Rất là đẹp luôn, Maglev ạ. Maglev rất là đẹp cho mọi người này. Rất xịn sò luôn ạ. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2025 nhá. Tiếp tục là một chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2018, biển 34A23479 ạ. Con này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá khoảng 475 triệu đồng, bên em bao giá tên chính chủ, có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Đây là một chiếc Mazda 3 2018 nhá. Bản phanh tay điện tử, cửa sổ trời, đè lột, start top đầy đủ hết nhá. Một dòng xe zin từ đầu, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ này. Con Spark đỏ này thì hiện tại em để cho một anh trai đang chốt rồi, nhưng mà đang hướng dẫn cho anh ấy một số những cái tính năng. Đây là một chiếc xe rất là đẹp luôn. Để cho anh ấy rồi. Tiếp tục là một chiếc xe có chưa đến 100 triệu, đó là 95 triệu thì anh em có thể sở hữu ngay chiếc xe Toyota Vios lời đồng cuối đá đến từ thương hiệu của Toyota. Sản xuất năm 2007, động cơ 1.5 số sàn và 4 phanh đĩa la năng đúc, biển Hải Phòng, tên tư nhân, đăng kiểm mới. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 95 triệu. Cũng là Toyota Vios nhưng con này đời cao hơn, con này thì sản xuất năm 2014 ạ, bản G, số tự động. Con này thì hiện tại để cho anh em khoảng 315 triệu đồng, bên em bao giá tên nhé. 315 triệu đồng một chiếc Vios G màu bạc, số tự động, động cơ 1.5. Hyundai Accent 2020, Accent con này là 2019 ạ. Con này thì đang đeo biển 15K27061. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 325 triệu đồng, đời 2019 số sàn, bản 1.4. Rất đẹp luôn. Anh em muốn mua về chạy dịch vụ gia đình thì cực kỳ tiết kiệm. Tiếp tục là một chiếc Cruise 2010, động cơ 1.6 số sàn, xe rút hồ sơ rồi, về các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi, để cho anh em 169 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Chevrolet Aveo 2017 số sàn, số tự động, con này là số tự động nhé, 2017 số tự động, động cơ 1.4, biển Hà Nội, để cho anh em 245 triệu đồng. Bên đây em đang có cho các bác một chiếc Kia Sorento, một chiếc Kia Sorento 2017. Kia Sorento này sản xuất năm 2019 bản Luxury ạ. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá khoảng 495 triệu đồng. Số tự động, động cơ 1.6 nhá. Mazda 626 sản xuất năm 2003, con này để cho anh em 95 triệu đồng, biển 14A12495. Rất là đẹp luôn. Ở đây em mới về con Tucson ạ. Con này bao tiền em ơi? Đó, 2 là mấy? Hả? 2 là 9 à? Con này là 2 là 9 đây. Anh em nào thích dòng Tucson này cũng đẹp này. Con này 2 là 9 số tự động nhá. Chắc loanh quanh tầm khoảng hơn 200 triệu thôi. Con này thì mới dọn nội thất, rửa máy sạch sẽ rồi. Một chiếc xe rất là đẹp, Tucson á, 2009 nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động, rất là đẹp luôn ạ. Rất ổn định cho mọi người luôn nhá. Ở đây em tiếp tục đang có cho anh em một chiếc Honda City ạ. Con City này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 360 triệu đồng, bên em bao giá tên chính chủ nhá. Đời 2016 số tự động, động cơ 1.5 ạ, số CVT. Tiếp tục là Cruise 2015, con này thì đang đeo biển 30A56674 ạ, sản xuất năm 2015, số tự động, động cơ 1.8 bản LTZ nhé. Biển Hà Nội 30A56674, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 258 triệu đồng. Ở đây em đang có cho các bác một chiếc Moling ạ. Con Moling này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá khá là hợp lý cho mọi người này. Hiện tại thì rất là hợp lý cho anh em này, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 238 triệu đồng, 235 triệu đồng cũng được này. Đời 11, con này là bản 4 phanh đĩa nhá. Cửa sổ trời, đèn lồi, start top này. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Daewoo Hàn Quốc ạ.
nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc biển 20A62379 ạ. À, sản xuất 2009 mà số tự động để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 175 triệu đồng này. Tiếp tục là một chiếc Mercedes 200. Con này thì sản xuất năm 2013, biển 30A26933. Con đây là một chiếc xe hạng sang đẳng cấp. Một dòng xe đến từ thương hiệu của Đức nhá. Đức năm nay là đang cai Euro các bạn nhé. Các bạn mua xe Đức đi là ok luôn ạ. Với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 320 mấy triệu thôi. 320 mấy triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Mercedes 200 2013. Rất là đẹp cho mọi người này. Rất xịn sò cho mọi người nhé. Tiếp tục ở giữa đây thì anh em nào đánh con Mazda 3 đây. Con này là Mazda 3 Mazda 3 2018 ạ. Con này là Mazda 3 2018 phiên bản số tự động. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 375 triệu đồng. Bên em 475 triệu đồng, xin lỗi quý vị anh chị Nga, 475 triệu đồng một chiếc Mazda 3 2018 số tự động bản phanh tay điện tử này. Đấy, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 475 triệu đồng. Ba giá tên một chủ mới biển Hải Phòng nhá. Đấy, rất đẹp cho mọi người. Vâng ạ, tiếp tục thì ở đây mé đằng này em đang có cho các bác thêm những cái dòng xe khác này. Bà con các bác chị em nào quan tâm về những cái dòng xe nào thì alo cho em nhé. Bà con các bác chị em chỉ cần nhấc máy này alo cho em thôi. Còn nếu các bạn chê đắt hay không thì các bạn cứ tham khảo thoải mái. Đồ đắt thì chúng ta đến xem xe thì anh em mình có thương lượng và có giá cả đàng hoàng chứ không phải là quá đắt. Bà con ạ. Avel 2018, con này là số sàn động cơ 1.4, xe đã rút hồ sơ rồi, màu đen, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 215 triệu đồng bên em bao giao tên chính chủ này. Tiếp tục là một chiếc Lacity SE 2010 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, động cơ 1.6 biển 36 của tỉnh Thanh Hóa, con này để cho anh em loanh quanh 150 triệu này. Tiếp tục là Mazda 6 2014 ạ, con này đang đeo biển 15A15534 ạ, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 415 triệu đồng một chiếc Mazda 6 2014 số tự động, động cơ 2.5 nhá. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hyundai. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hyundai, đó là Hyundai Accent, sản xuất năm 2020 bản ATH. Chiếc xe đang đeo biển 22A17244 ạ. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 435 triệu đồng bên em bao giá tên. Nếu như anh em là thiện chí thì em bớt cho anh em vài chục để đi nhé. Bớt hẳn vài chục mà con thì biết rồi đấy ạ. Bớt hẳn vài chục thì anh em biết rồi nhá. Accent ATH nha, số tự động. Con Accent bên cạnh đây thì nó là Accent 2014 bản hatchback. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó 315 triệu đồng bên em bao giá tên nhé. Đời 2014 số tự động, động cơ 1.4 ạ. Tiếp tục là một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hyundai, đó là Hyundai i10, sản xuất năm 2018 bản đủ số sàn 1.2. Chiếc xe đang đeo biển rút hồ sơ rồi, có để cho anh em 276 triệu nhé. Tiếp tục là Toyota Vios, sản xuất năm 2012 bản E số sàn, có để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 201 đó, đời 2012 bản E số sàn biển Hải Dương màu đen. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Avel 2017. Avel 2017, con này là số sàn, động cơ 1.4, form mới, máy mới, biển Hải Phòng, để cho anh em có 185 triệu đồng thôi bà con nhé. Hyundai Venna 2017, Hyundai Venna 2010, 09, con này là số tự động, động cơ của nó là 1.6 ạ, 1.4 ạ, con này là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc số tự động nhé, biển Hà Nội, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 200 triệu đồng tròn nhé. Các bác sĩ nào quan tâm về dòng xe này thì alo trực tiếp cho các anh em gọi phòng ạ. Tiếp tục đây em đang có cho các anh em một chiếc Hyundai i10. i10 này là sản xuất năm 2016 2017. Con này i10 2017 giá là 268 triệu đồng, bản sedan hai đầu màu đen 1.2. Hyundai Avante 2012. Con này hiện tại là 2013. Giá để cho anh em là 225 triệu đồng nhá. Số sàn động cơ 1.6 ạ. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Avante 2015. Con này là số sàn, động cơ của nó là 1.6 biển Bắc Giang, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 258 triệu đồng nhá. Vios 2010, con này để cho anh em loanh quanh 135 triệu đồng rồi. Toyota Vios đời 2010 bản demo để cho anh em 135 triệu đây. Mitsubishi Xtrager 2016 ạ, con này là bản đủ số sàn 1.2, tư nhân chính chủ, xe rút hồ sơ rồi, để cho anh em là 219 triệu đồng bên em bao giao tên nhá. Honda Civic 2010, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 295 triệu đồng, đời 2011, động cơ 1.8, chiếc xe đang đeo biển 29A44807, để cho anh em 295 triệu đồng nhé. Kia Sulotto 2020, phiên bản số sàn, động cơ 1.4, bản vây, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không còn đủ taxi gì, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 290 ạ. Tiếp tục là một chiếc Kia Sedato ạ. Con Sedato này thì được trang bị động cơ 1.6 số tự động, biển 15A36595, 429 triệu đồng một chiếc Kia Sedato.
bản Luxury đời 2018 có hệ thống ghế điện, có hệ thống sạc điện không dây, đầy đủ hết bà con nhé. Senato 2018 bản 1.6 Luxury để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 429 triệu đồng của con này. Đấy. Tiếp tục ở đây em đang có cho các bác thêm một chiếc xe Lionel City ạ. Con Lancity này thì sản xuất năm 2011, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, 1.6 biển 29A09206 để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là bao nhiêu ạ? Khoảng tầm là 140 triệu thôi. Tiếp tục là một chiếc Gentra 2000 bao nhiêu ạ? Một chiếc Gentra 2009 115 triệu nhé, 115 triệu Gentra 209 này, số sàn 1.5. Vios E 2017 số sàn bản 1.5 máy mới màu vàng cát, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 300 triệu đồng tròn. Tiếp tục là một chiếc Daewoo lá lốt 2000 để cho anh em là 39 triệu đồng hay 38 triệu đồng nhé bà con nhé. Máy 1.6 số sàn ạ. Hyundai Vela 2010 bản form mới, đăng kiểm mới, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.4 để cho anh em 170 nha. Tiếp tục là một chiếc i10 2017 275 triệu đồng, đời 2017 bản đủ số sàn. Rất là đẹp luôn, form mới nha, sedan hay đồng. ASEAN 2019 325 triệu đồng, số sàn bản 1.4. ASEAN 2019 này, rất là đẹp luôn ạ. Tiếp tục là một chiếc Lancity 2010 nhập khẩu 1.6 số sàn để cho anh em 150 triệu này. Tiếp tục thì ở đây em đang có một chiếc lá lốt 2000 ạ. Con này là lá lốt 2003 số sàn để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 100 bao nhiêu ạ? 56 triệu đồng. Quên, 2003 56 triệu đồng thôi, 56 triệu đồng. Vios E 2007 số sàn để cho anh em 135 triệu đồng này. 135 triệu đồng 2007 bản E form mới nha. Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc số sàn để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 140 triệu đồng, 140 triệu đồng nhá. Số sàn 1.2 Gentra nhập khẩu. I30 2010 con này để cho anh em là 275 triệu đồng này. I30 này rất là đẹp luôn. I30 một cái form dáng của dòng Crossover nhá, biển 88 của tỉnh Vĩnh Phúc này, để cho anh em khoảng 275 triệu đồng thôi, đời 2010 bản CVK. Ở mé sau thì em đang còn rất nhiều những cái dòng xe Morning i10 hay Fadin. Đơn giản như chiếc Fadin này là biển 15K08235, có thể cho anh em loanh quanh đâu 315 triệu đồng, đời 2021 bản Plus. Màu đỏ xuất động, rất đẹp luôn. 315 triệu đồng, bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên chúng chủ nhé. Rất là đẹp luôn, VinFast Fadin bản Plus này, 2021 nhé. Con này là Morning 2017 là 179 triệu đồng. Morning 2017 bản taxi da đổi màu, xe đẹp, zin không đổi luôn. Con này là 2010 11 ạ. Con này là Morning 2011 bản nhập khẩu số sàn 1.0 ạ. Có thể cho anh em 140 nhá. Con này là Morning 2013 bản 1.25 số sàn để cho anh em 145 triệu này. Morning 2013 bản số sàn. Ở mé sau này thì còn nhiều xe lắm bà con ạ. Ở mé sau này thì còn quá nhiều xe luôn. Bà con có bác chị em nào quan tâm về chiếc xe nào ở bên em thì alo cho em nhé. Còn quá nhiều xe cho bà con và sử dụng luôn. Xa xa là các bạn thấy một chiếc Morning ạ. Con Morning này thì hiện tại là đang đeo biển 28 của tỉnh Hòa Bình, 28A06196, con này để cho anh em 190 triệu, bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc, đời 2018, màu trắng xịn không đổi màu, keo chỉ máy số zin, có màn hình đăng kiểm mới tinh. Đấy bà con nhé, để cho anh em khoảng 190 triệu bao hồ sơ vận chuyển nữa. Matiz ạ, con này 48 triệu nhá, 48 triệu đời 2006 nhá. 48 triệu đời 2006 này. Tiếp tục là một chiếc i10 2013 bản đổ số sàn bản 1.0 4 máy nhá. Con này để cho anh em 150 ạ, 150 đời 2013 bản đủ số sàn, xe gia đình phong cũ ạ. Con Ford Fiesta này thì 230 đời 2011 ạ. Số tự động bản 1.6 nhá. Bản 1.6 thì nó không bằng cái bản 1.0 turbo được, nhưng con này thì nó cũng khá là khỏe mạnh, đời 2011 nhá. Để cho anh em 230. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Xe thì cam kết rất là đẹp luôn. Morning taxi da mà Morning đây thì gần như taxi da đổi màu này, con này là 2016 này, 175 triệu taxi da đổi màu này. Con i10 này 2015 số sàn bản thiếu 1.0 taxi da đổi màu, về tên tư nhân rồi, 165 triệu này. Tiếp tục là Morning 2012 số sàn, có để cho anh em 115 triệu này, 115 triệu bà con nhá. Morning 2012 số sàn biển Hà Nội nhá, xe đẹp cực kỳ luôn, máy số ngon, rất chất luôn, keo chỉ màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Morning C 2016 Morning C 2016 có để cho anh em 200 triệu tròn, máy 1.25 số sàn biển Thái Nguyên. Con Fadin này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 299 triệu đồng, 299 triệu đồng đời 2020 bản Plus nha, màu trắng ạ, xe đẹp ạ. Tiếp tục là Morning C 2015, con này là màu trắng số sàn, xe rất là đẹp luôn, bản 1.25 bản đổ nhá, có giá con loanh quanh đâu đó khoảng 182 triệu đồng thôi, 182 triệu đồng.
Tiếp tục là Gencha, Gencha X này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, động cơ của nó là 1.2 số tự động bản full cửa sổ trời, và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 175 triệu đồng thôi, 175 triệu đồng Gencha X nhá. Moling nhập khẩu số tự động, con này 2004, để cho anh em 125 triệu đồng này, nhập khẩu số tự động 125 triệu đồng. Ở đây thì em có rất nhiều, đây bôi đôi Moling C này thì lại đây mua, đây là ba chiếc Moling C để cho anh em đồng giá là 180 triệu đồng thôi, 180 triệu đồng ba chiếc này, trắng này, lâu này và bạc này. Anh em thích lấy chiếc nào lấy nhá, cả ba chiếc đều rút hồ sơ rồi. Đó, 2015 hết. Đấy, rất là nhiều. Đấy, Moling taxi ra này, 2016 này, 175 triệu màu đỏ này. Con này thì 2011 có 109 triệu thôi. Tiếp tục là i10 2013 129 triệu thôi. Đấy, tiếp tục là Moling 2018 con này 200 triệu đồng tròn này. Đấy. Con này là Moling 2016 175 triệu này. Đấy. i10 2021 ạ, con này 2315 triệu thôi, con này xe gia đình nhá. Con này xe gia đình này, rất đẹp luôn. Tất cả những dòng xe Moling nhàng nhàng ở đây thì đa số là taxi ra. Đấy, bảo con có bác chị em ạ. Đấy, Tuấn Anh cũng nói thật luôn là taxi ra thôi. Đấy, bảo con có bác chị em nào quan tâm về dòng xe nào thì alo cho em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình. Tuấn Anh cũng báo giá rất là nhanh cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Vậy thì bà con có bác chị em nhà mình nào có nhu cầu quan tâm về bất cứ dòng xe nào, hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em ạ. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.